giờ mình đi bơi nha cả nhà. Cái view này rất là đẹp luôn, hồ Jacuzzi. Và mình xuống dưới đây. Hello. Hai. View này view biển nha. View ra biển luôn nha cả nhà. Rất là đẹp tuyệt vời luôn. Ba phía bên kia. Ừ. Nước nóng chứ sao? Nước nóng. Nước nóng. Hồ Jacuzzi. Đây là cái hồ nước nóng nè, để tắm nè, ở dưới kia là biển. Quá đã không cả nhà. Wow. Quá sức là đẹp luôn. Hả? Cả nhà ơi. Hả? Đúng rồi. Đã không em? Nóng. Đã không? Đi ghế.
tục hồi nãy sau khi mình ngâm sự cô trì rồi thì bây giờ mình đi ra hồ bơi nước mát nha cả nhà, nước mát làm cho nó mát mẻ ha cả nhà ha. Ok, đây dưới đây mà nó che nắng đã lắm. Wow, không biết trời ơi hồ này sao Mỹ nó đông dữ, nó ngồi đầy luôn, view đẹp lắm cả nhà ơi, quá đã luôn. Hả? Đông quá hết chỗ rồi, còn hai chỗ thì hai chỗ có người rồi, có người rồi em ơi. Hả? Đẹp không cả nhà? Quá đẹp phải không? Looking really good. Alright. Hai chồng mình đi tắm xong bây giờ tắm hồ nước nóng rồi, hồ nước lạnh xong rồi bây giờ vô rửa lại rồi chuẩn bị đi ăn cơm nha cả nhà. Ăn cơm trưa. Thank you cả nhà đã theo dõi kênh hai chồng mình nha.